Anh Đình Văn thân mến, trong cuốn băng trước, anh là một chàng trai ở thôn quê rất là dễ thương trong bài hát Giang Câu. Và lần này trong Mưa Bụi 2, anh lại là một chàng trai ở tỉnh về thăm quê và sau đó là lấy vợ. Và Thảo nghe nói anh em trong đoàn làm phim đã cười một trận ra trò khi mà anh đã đi qua cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi làm sao đó mà té lọt xuống kinh. Có phải vậy không anh Văn? À Phương Thảo ơi, cái té này là do đạo diễn cố ý cho té. Và lần đầu tiên Văn cũng té xuống như đó. Nhưng mà đặc biệt là cái dòng kinh này trước khi té là anh em nói là rất nhiều đĩa. Thành thử là Văn rất là sợ. Nhưng mà khi mà té xuống rồi thì lúc đó lại lạ lùng là không sợ đĩa mà lại sợ cái khác. Mà lúc đó anh sợ cái gì anh Văn? Dạ khi rớt xuống là lúc đó thì nó lại rớt mất kiến đi. Thì lúc đó là lùm mất kiến là sợ là nó trôi mất. Và như vậy thì Thảo xin chúc mừng anh với một chiếc mắt kiếng đã diễn rất đạt vai trò của mình, một chàng trai ở tỉnh về quê, đúng không anh Văn? Thưa các bạn thân mến, mời các bạn sẽ cùng đến với chàng trai Đình Văn của chúng ta và xem coi là anh té xuống kênh như thế nào trong bài hát Anh Sáu cùng với Tài Linh. Em ơi! Sao đi mau vậy? Chậm chậm chờ anh tí coi. Sao đi tới đi lui lúc nào cũng qua mấy cái cầu thủy này hết trơn à? Ta té nó còn cười nữa. Ta nói mà, qua cái cầu thủy này thế nào cũng té. Đúng là có vợ miệt vườn, sao mà khổ quá. Khổ quá hả? Ai biểu gì? Ai biểu anh đòi đi xem mấy cô gặt lúa dưới trăng thì phải ráng chứ. Mà nghe em giới thiệu cái vụ mà lúa dập dềnh dưới trăng á là anh mê rồi. Thôi kệ đó, ước thì ước hả? Từ này anh cũng đi với em lần cho biết. Đó, con trai thành phố về miệt vườn phải vậy chứ. Nè, như vậy thì em mới thương nhiều á. Nhiều lắm hả? Không kệ, vậy thì anh cũng đáng té vài lần nữa ha. Thôi mình đi anh. Đi em ha. Bình minh đang sớm, anh Sáu về thăm ghé miền quê em. Dọc bờ kinh xanh, anh vào cùng em cho biết ruộng đồng. Qua mấy lần, cô khỉ đông đưa cầu tre, cầu tre. Cầu tre lắc lẻo khó đi thế mồ à, chứ sao? Cầu tre lắc lẻo đậm tình quê hương. Nè mau đi ấm sông nước miền quê em chờ anh tới. Tình nào đẹp hơn có anh và em trao mối duyên đầu. Lâu lắm rồi giờ mới chung đôi, lòng nghe phơi phới rộn ràng đôi tim. Sống sâu mà anh chẳng ngại gì. Mình chia tay nhé, âu yếm tiền đưa thấy lòng lưu luyến. Ngày lành mẹ cha đến xin cầu hôn với khai rượu trâu. Nghe dưới xuồng mừng đón cô dâu đẹp duyên. Không chịu hả? Không chịu. Đẹp duyên hai đứa trọn đời bên nhau. Bây giờ anh xuống ruộng đi, anh phụ tụi em đập lúa cho biết hả? À, anh phụ em ha. Nè, anh thấy em làm cái gì á, anh bắt chước làm theo như vậy ha. Rồi. Rồi rớt mắt kiến rồi, lụm giùm anh đi. Rớt mắt kiến rồi hả? Ừ. Không có sao đâu, rớt cặp mắt kiến này á vài lần á
mắc cười quá à. Sau này lên thành phố đâu biết anh. Lúc đó là biết, còn bây giờ hả? Lo phụ em đập lúa đi. Nè, bắt đầu nha. Một, hai, ba. Chân căng lên nè. Đập xuống nè. Đó, bây giờ thì rành rồi đó thấy không? Bình minh nắng sớm ánh sáng về thăm ghé miền quê em. Dọc bờ kinh xanh anh giao cùng em cho biết ruộng đồng. Qua mấy lần cô khí đông đưa đường đê. Đường đê. Đường đê sao? Ổ gà không à? Khó đi quá à. Thương thì phải chịu khó chứ. Đường đê gió mát đậm tình quê hương. Mẹ mau đi ăn sông ngắm miền quê em chờ anh tới. Tình nào đẹp hơn có anh và em trao mối duyên đầu. Lắm rồi giờ mới chung đôi, lòng nghe phơi phới rộn ràng đôi tim. Ơ như làm sao tình quê có nhau thêm mùa nào lúa thơm ngàn hương. Em chung kề dài hỡi người yêu ơi, ánh sáng ơi thấy thương thiệt thương. Núi cao làng lội sông sâu mà anh chẳng ngại gì. Mình chia tay nhẹ âu yếm tiền đưa thấy lòng lưu luyến. Ngày lành mẹ cha đến xin cầu hôn với khai rượu trầu. Nghe giới xuồng mừng đón cô dâu đẹp duyên hai đứa.